Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Baker ha. Thì hôm nay thì cũng theo yêu cầu của anh em, thì anh em cũng hỏi mình về cái dòng xe Yamaha R15 V2. Thì hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết hơn cho anh em tham khảo cái dòng xe này ha. Đây là một chiếc xe cũ nên mình sẽ quay chi tiết hơn cho anh em để anh em biết tình trạng xe và chất xe như thế nào để có thể là mình lựa chọn được một xe hợp lý ha. Rồi thì giá cái dòng xe R15 V2 này á, bây giờ thì giá nó quá là tốt luôn, giá mềm đó, giá mềm với kiểu dáng của cái dòng xe này á, mình thấy là nó còn đẹp, rất là đẹp luôn, rất đẹp, nó đẹp theo thời gian em nhé. Đó, vì thiết kế của nó dòng sport nó nhìn cực kỳ đẹp luôn, ngầu ha. Đó. Rồi thì mình sẽ đọc địa chỉ cửa hàng ha, anh em mà cần quan tâm thì có thể là tới trực tiếp cửa hàng để xem xe, hoặc là anh em ở xa thì có cửa hàng có ship xe nhé. Thì cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092770 và 448 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu cho đổi các thể dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe một mình Tổ quốc luôn. Nếu anh em mà quan tâm thì có thể là anh em inbox cửa hàng sẽ cung cấp như là quay video chi tiết hơn, chụp hình chi tiết hơn cho anh em, trả lời những cái thắc mắc của anh em ha. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết ha. Khi vào để chi tiết thì mình cho mình nút like và chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ha. Mình sẽ cập nhật cái dòng xe khác. Anh em mà quan tâm thì anh em nếu mà đến xem xe anh em cứ alo trước khi tới nhé. Có khi mình sẽ quay xong rồi, cũng có khi là sẽ bán rồi anh em tới sẽ hơi bị mất công nên em cứ alo trước ha. Rồi chiếc này thì đăng ký 2013. Thì giá cửa hàng đang bán con này là 36.900, 36.900 anh em nhé. Đó, biển số 93 R15 V2 thì mình sẽ quay lại đầu đèn cho anh em này. Cái đầu đèn thì anh em thấy cái giống dòng xe nào không? Đúng cái dòng xe như là như R1, R1 mắt cú á, cái dòng R1 mắt cú anh em nhé. Kế rất là đẹp luôn. Nhìn cái bên hông này. Đó. Nhìn nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đến bây giờ thì nó vẫn theo mình thấy vẫn còn đẹp. Nó nếu anh em mà đẹp hơn á, mình nghĩ là thay một cái phục upside down nó nhìn cực kỳ ngầu luôn. Hôm trước thì cũng một cái chiếc mà lên phục upside down mình thấy khá là đẹp. Đấy. Rất là đẹp luôn em nhé. Về thiết kế, thiết kế thì mình thấy là con này nó trường tồn lắm. Nó vẫn là dòng sport dáng đẹp. Đây. Thì cái đánh giá cũng của dòng này là nó cũng có trang bị ký cấp của con này rất là đẹp luôn. Đấy. So với dòng CBR với lại dòng GX thì mình đánh giá cái gắp của con này cực kỳ đẹp. Với nhìn nó còn to hầm hố hơn là cái dòng hình to đẹp, bản đẹp còn đẹp hơn cái dòng R15 V3 bây giờ luôn anh em ạ. Đó về cái gắp anh em nhé, mình nói về cái gắp ha. Ở chiếc xe này thì mình thấy là tổng thể của nó thì xe đuôi vẫn là đuôi zin này. Đuôi zin anh em nhé. Bô thì là lên một cái bô SC rồi. Bô zin của nó thì cũng như cái dòng R15 V3 bây giờ thôi. Đó. Bộ SC xíu mình sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy của con này ha. Đó. Về dàn áo thì mình thấy là còn khá là liền lạc. In thì có một chút là nó bị rách đây này. Cái bộ in thì nó không quan trọng lắm, bọc lại thì cũng không bao nhiêu ha. Đó. Dàn áo còn cứng em nhé. Lốp sau thì mình thấy còn rất là dày này. Lốp sau thì đi có đun lốp. Đun lốp thế là cái size lốp ở đây không thấy nha. Size này như là 130 70. Đó.
Đuôi đèn đuôi của nó thì vuốt cũng rất là đẹp nha. À, em thấy đuôi vuốt nhọn đằng sau cực kỳ đẹp luôn đó, em thấy đó, đuôi vuốt rất là đẹp nhá. Đây đằng trên này đó. Con này thì dáng đẹp, chỉ yếu là cái phục trước của nó là phục ống lồng nên mà nó nhìn nó không được hầm hố như là, nên là chắc chắn ha. Đó. Hai kiếng zin đầy đủ cho anh em này. Đây tem tem đang còn luôn này. Đấy, dòng này là dòng xe cũ nên mình cố gắng là quay chi tiết hơn cho anh em để anh em biết tình trạng của xe nhé. À, đây là xi nhan zin của xe này luôn nhé, đuôi zin này. R15V2 cái dòng R15V2 này bây giờ thì cũng khá nhiều anh em quan tâm, cứ về chiếc nào là bán chiếc đó. Hôm trước thì về mấy chiếc nhưng mà được 1-2 ngày là bán hết luôn. Đây đồng hồ của nó này, đây, đồng hồ này được khi cái đồng hồ bên này thì chỉ có báo vòng tua không anh em nhé, vòng tua đây này, vòng tua bên này anh em nhé. Đó xe ô đô này, ô đô con này đi 23.000 cây anh em nhé, 23.000 cây. Khá là phê luôn, anh em mà thích cái vô nổ to này thì có thể là để xài. Đó. Dàn áo còn cứng, nếu anh em mà muốn đẹp hơn thì có thể là mình về mình dán tem hoặc là mình sơn lại dàn áo ha. Đó. Về khung sườn này, đây, sườn với lốc này, sườn với lốc mình thấy là còn rất là đẹp, cứng, không bị tróc sơn hay là bị dỉ sét gì hết nhé. Lốc máy còn sạch đẹp lắm. Đĩa trước này, để trước theo mình thấy là nếu mà đi 23.000 cây thì nó có hơi bị sọc mòn xíu thôi chứ không bị sọc mòn nhiều anh em nhé. Ok, mâm trước thì có bị tróc sơn một số chỗ này. Đây xem phần két nước này, phần két nước là hay bị đá nó bay vào, nhưng con này thì mình thấy là két nước vẫn còn khá là đẹp, khá là ok, nó cũng đẹp khoảng còn khoảng cỡ 80%. Đấy. Đấy, về tổng thể thì anh em có thể là thấy là kiểu dáng của nó thế nào. À, rất là đẹp anh em nhé. Nếu anh em theo đánh giá của anh em thì anh em nghĩ là con này có bây giờ hiện tại giờ kiểu dáng cũng như thiết kế với lại cái chất xe, liệu những cái giá này có đáng mua hay không anh em. À, anh em mà chơi rồi thì có thể là comment bên dưới để chia sẻ kinh nghiệm cho những anh em khác mà chơi chơi để biết cái chất xe của cái dòng xe này như thế nào ha. Đấy 36.900 anh em nhé. Đúng là bây giờ thì giá xe bây giờ rất là nhiều dòng xe ra, mà giá bây giờ nó cũng giảm rất là nhiều dòng xe giảm, như là dòng GX cũng giảm này đó, tầm 15 và CBR nó cũng giảm luôn, nên mà đợt này thì anh em đam mê mô tô thì cũng thể là tiếp cận được anh em chơi cái dòng xe cũ này ha. Từ cái dòng xe này thì của hãng Yamaha nên mà anh em cứ chơi thoải mái đi, nó ít khi mà hư vặt lắm. Rồi ok, chỉ cần mà mình có bảo dưỡng là nhớt nhau đầy đủ này, nước châm đầy đủ thì ít khi nó hư lắm anh em. Đó. Rồi thì anh em mà có thắc mắc về những dòng xe khác nữa thì có thể là comment bên dưới mình biết, hoặc là liên hệ cho cửa hàng ha. Đó. Anh em mà muốn mình review chi tiết chiếc xe nào thì có thể là comment bên dưới cái phần video này để mình sẽ làm video để cập nhật quay chi tiết hơn cho anh em ha. Rồi mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng một lần nữa cho anh em tham khảo ha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia Lâm, Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 nhé.
Đó, cửa hàng vẫn có nhận giao lưu cho đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền tổ quốc luôn. Còn anh em đang xem video của mình thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình. Để mình sẽ tiếp tục review báo giá cái dòng xe khác cho anh em tham khảo ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Cửa hàng thì còn có rất nhiều dòng xe từ 125 đến 1000 cc. Thì hôm sau thì mình sẽ cập nhật cái giá dòng xe khác cho anh em tham khảo thêm ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.